Ta đây là phú ông, nhà ta rất là giàu, con gái ta thật đẹp, ai có chuyện khó khăn cứ alo cho ta, cuộc đời sẽ nở hoa nha 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 nha. Dạ ông ơi, có con khó khăn nè ông ơi. Con khó khăn chuyện gì con? Dạ con khó khăn lắm luôn. Daddy, hello daddy, cha con về rồi. Hello, where are you now? Con ơi, cha còn sống nha con ơi. Thì biết mà, chứ cha chết vô thóc nhang rồi. Không nào đón em, vợ em đi bộ về mà cũng chết luôn á. Tại tại tôi mắc chăn trâu ngoài kia. Trời ơi, chăn trâu gì, chăn trâu ăn trộm em mà. Vậy thôi hai đứa mình ra ruộng ăn cỏ để anh chăn em nha. Đi ra ruộng ăn cỏ. Hai đứa. Dạ. Ủa hai đứa đi chơi công viên hả? Hả con? Hả? Trong nhà ngoài phố hả? Con làm cái gì vậy? Hả? Cơm xong ăn mà ăn cỏ? Tại vì tôi không nhìn mặt ảnh con thèm cỏ. Con ơi, con bớt mê trai là bây giờ là vô ngồi ăn cơm giùm cha nha. Lâu quá cha con mình mới gặp. Nào, con vô đây. Cha. Gì con? Cha đứng lên giùm con cái. Đứng lên đúng không con? Dạ. Anh Đực. Hả? Vô đi ngồi đi. Ừ. Anh ngồi ở đây, em ngồi ở đây. Cha ngồi đâu? Cha ngồi đâu, cha ngồi. Lên bàn thờ ngồi chung với má cũng được. Cũng nha nha, tại sao vậy? Hả? Con, cha, con ơi. Cha đánh con. Con không sao đâu, cha đánh nữa đi cha. Em vui. Ơi, cái tâm lý con này nó ngộ quá. Bà ơi, bà ngó xuống mà coi con gái khùng của bà nè bà ơi. Ủa bây giờ hai tụi bay ăn không mời tao luôn đó hả? Hả? Dạ, dạ. Phạm Thượng, dạ. Hai đứa quỳ xuống. Quỳ xuống. Lẹ. Úp mặt vô tường. Nói ngay, mày cho con gái tao uống bùa mê thuốc lú gì? Nói. Dạ dạ không có đâu ông. Là con tự nguyện yêu ảnh mà. Trời ơi, con tự nguyện yêu nó. Dạ. Trời ơi bà ơi, ngó xuống mà coi, ông trời phạt gia đình mình rồi. Chết rồi. Trời ơi cha em sao vậy? Em bình tĩnh. Đây đây. Sao cứu cha. Để anh. Có cách. Trời ơi còn đám cưới còn 200 khách nữa cha, đừng có chết cha. A-xê. Trời ơi. Ai đã cứu ta vậy? Đâu? Anh đừng. Ôi trời ơi, chính con đã cứu ta sao? Dạ, dạ. Cái gì vậy? Mày đang cầm cái gì vậy? Dạ, tiền của ông. Tiền? Tại sao mày có tiền? Thì ra. Con biết rồi. Có thể là của cha cho ảnh. Cha cho, 3 năm nay tao có cho đồng bạc đâu. Trái nhà mới lòi ra mặt chuột. Thì ra từ bấy lâu nay mày ém tiền của tao. Mày dễ sợ thiệt. Ngày hôm nay tao quyết định rồi, mày phải ở đợi cho tao không công 2 năm. Chứ trước đó cha có trả tiền cho anh đâu. Im đi, yêu nghĩa. Còn cái thằng áo vàng kia, ta khinh ngươi, khẹt. Ông. Trời ơi, ở 3 năm rồi, bây giờ 2 năm không công nữa là 5 năm. Tiền đâu mà gửi về quê. Nè, anh yên tâm đi. Em biết là gia đình ở dưới quê khó khăn lắm. Anh yên tâm nha. Bây giờ cha em không cho anh tiền, em cho. Thôi, ông chủ có cho tiền của chủ đâu mà cho tôi. Không có. Cha em. Bây giờ cô chủ đừng đứng gần tôi nữa. Đừng đứng gần tôi nữa. Đừng. Đừng. Cô chủ. Cái nào mà nói chuyện với nhau đàng hoàng. Em muốn nói chuyện với anh đàng hoàng, anh đâu có chịu. Em phải làm như vậy anh mới chịu là sao? Kỳ vậy. Anh nằm yên đó cho em. Được đó nha. Bữa hôm á, về quê em thăm cha em, xong cái em thấy á, cha em giếm cái gì trong tủ á, em thấy quý lắm, cho nên là anh cứ để bình thường đi, em đang giúp anh cái bộ nè. Xong rồi á, em lấy cái hộp đó em đưa cho anh, đúng không? Đợi em chút xíu nha. Trời ơi, cái chai gì mà trắng như vậy. Ê cô chủ, em phải vượt qua muôn ngàn khó khăn lấy cái hộp trắng đó. Cái gì hộp gì vậy? Nhiêu đây là bao ấm rồi, đi mà... Thôi anh đi mà, đi lẹ lên. Trời ơi, tôi không nghe, tôi không thấy, nhưng tôi biết những gì hai cô đang lừa dối. Con yêu ai cũng đành sao lòng dường dối gian. Sự thật nào cùng quá đáng. Thôi! Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Hát tưởng cho nhau nghe hả? Ok. Tôi không ngờ. Ngươi cầm cái gì? Ha, ngày hôm nay ngươi dụ con gái của ta lấy bảo bối đúng không? Được rồi. Không phải cha. Ta sẽ điện những chú công an phường đến đây để bắt ngươi. Cha ơi. Cha điên rồi. Trời ơi, ta đã điên rồi, ta đã lọt rồi, con gái ta hư quá rồi. Con trả nè. Ơi, tại sao vậy? Cha không được la ảnh. Cái này là tại vì con tự nguyện con lấy con đưa cho ảnh luôn, chứ không phải là ảnh dụ con. Con biết đây là cái gì không? Không phải cái hũ cốt đâu. Đây chính là cái báu vật của mẹ con để lại cho ta. Giờ cha cho con biết đi, ở trong này đựng cái gì? Bây giờ con muốn biết đúng không? Con biết, con giữ giùm cho cha. Được rồi, con hãy xin phép mẹ con đi. Mẹ con gật đầu rồi đó, xuống đây con. Đó. Trời ơi. Trời ơi.
anh sang cho loa, anh sang cho loa. Trời ơi trời, đi ăn ngoài tiệm ta ăn cắp tâm sẽ răng về nè con thiệt. Mất dạy, nghĩ sao nó cha ăn cắp tâm sẽ răng vậy chứ con? Nè, đây chính là báo vật gia truyền của ta, đây chính là những cây tâm xinh xa xinh xắn mà mẹ con ngày xưa đã xỉa răng. Con thấy răng của mẹ con không? Nó hình cái lược đây, chính là nhờ cái đống tâm này. Rồi tự nhiên mẹ xỉa rồi cha dục đi giữ lại chi mất vệ sinh vậy? Không, hương vị mẹ con vẫn còn đâu đây. Nè con hãy ngửi đi. Thôi con nhớ đây là mùi nú của mẹ con đó. Dạ. Đêm đêm cha thường ngửi cái mùi này, con hiểu không? Để nhớ là cái người mẹ đã khuất của các con. Yêu gì biết. Hứng hái cho gì mày hỗn. Nhưng ngoài cái hửi cái hương vị này ra, những cái tâm này có những cái lợi ích cũng như là công dụng rất thiết thực. Cái mấy cái tâm này hả? Đúng rồi. Nhưng mà con thấy cha cưng như báo vật vậy, nó làm được cái gì? Nói có sách, mách có chứng, con hãy xem đây. Dạ. Trang trí dâu tây. Bạn có thể dùng tâm trang trí trái cây thành những lọ hoa dễ thương như thế này. Nhà có tiệc, một công đôi ba chuyện, vừa trang trí vừa làm món tráng miệng rất là hấp dẫn. Mỗi lần ăn chỉ cần rút ra một cái là được. Giữ tươi rau củ, quả chanh hay dưa leo ăn không hết, có thể làm như thế này để bảo quản tốt hơn trong tủ lạnh. Nướng khoai trong lò vi sóng. Nếu bạn muốn dùng lò vi sóng để nướng khoai chín đều, hãy cố định củ khoai bằng những cái tâm này nhé. Trồng khoai trong lọ nước. Trồng khoai rất là dễ, bạn dùng tâm và cố định nó lại. Cố định thức ăn không để bung ra trong lúc nấu. Trong nấu nướng, tâm còn được dùng để giữ cho các miếng thịt gói được đẹp, không bị bung ra trong lúc nấu. Bảo quản bánh kem. Chỗ bánh kem nếu ăn không hết, nếu để ở ngoài sẽ bị gió làm cho khô. Bạn có thể dùng hai lát sandwich đính tâm như thế này để giữ bánh luôn ngon. Thử độ chín của bánh bông lan. Tâm còn được dùng để thử bánh bông lan. Nếu dùng tâm ghim vào, rút ra mà không bị dính bột thì bánh của bạn được nướng chín rồi đó. Đánh dấu trang sách đang đọc dở dang, làm dấu cho cuộn băng keo. Kiểm tra độ ẩm của đất để tưới nước hợp lý. Nào các con hãy trồng tràng pháo tay để chúc mừng những công dụng của những cái tâm nào. Các con ơi, các con thấy công dụng của những cái tâm chưa? Thật đáng quý, thật là... Ủa? Những cái tâm của ta đâu hết rồi? Nãy ta lấy ra ta làm hết rồi đó. À thì ra mày lừa tao. Mày lừa tao ha thằng yêu nghiệt. Ha, ngươi dám lừa ta. Đầu ngươi rất là dữ dằn. Được rồi, ta quyết định rồi. Ngươi phải ở đợi người ta thêm 5 năm không công nữa. Dạ. Không nói nhiều, ta khinh. Khẹt. Bụt. Con tính nói là con cảm ơn cha. Trời đất ơi, anh ở nhà này 3 năm cộng với 2 năm cộng với 5 năm vậy chỉ là 15 năm. Trời đất ơi, anh ở đây lâu gì vậy? Em thích quá. Trời ơi, em yêu anh. Im đi. Còn mày nữa, tao khinh mày. Khẹt. Bụt. Ông. Trời ơi, xin lỗi anh chị.